trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu Hiệu xin mến chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cháu Quân xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Hôm nay thì có sự góp mặt của em Quân. Cùng em Quân lên trên này xem anh em thợ có việc gì để cho em Quân giúp đỡ mấy anh em thợ cùng nhau làm luôn cô bác ạ. Anh có việc gì để cho em nó làm với nhé? Thay vơ chứ nó. Hôm nay là chắt đằng sau tường này hết rồi anh. Ôi, chắt cái tường này xong nước. Quýt chụ ơi. Đâu nhỉ? Em đi đường nào ra ngoài xem tí nhỉ? Công việc của mấy anh em thợ thì hôm nay thì chắt mặt bên ngoài của ngôi nhà hết nhé cô bác nhé. Đến tối có làm xong không anh hai? Có, đến tối xong. Phải nói là tốc độ của mấy anh em thợ làm rất là nhanh cô bác ạ. Buổi sáng hôm nay chắt xong như này. Đầu nhà bên này anh chắt chưa? Chưa. Sáng làm mới đầu bên này thôi. Này, bên này chưa chắt các bác. Chắt mới đằng sau. Hôm qua anh làm xong gạch trong này mượn không anh hai? Vâng. Trong phòng ngủ bên này thì một phòng thì chắt xong với lại lát gạch. Lát gạch nền xong rồi các bác ạ. Còn bây giờ thì đợi mối gạch ốp chân tường nữa là hoàn thiện căn phòng bên này. Bạn Lực thì hôm nay không lên được các bác nhé. Bạn Lực thì hôm nay đi xuống dưới cốc tài để đi xuống huyện đấy. Để đi xem cửa các bác ạ. Mấy anh em thợ thì lót ở dưới này một cái vỏ bao để lúc mình chắt vừa rơi xuống thì nó không bị dính vào đất các bác. Với lại tí nữa mình sẽ gom lại sạch sẽ, nó sẽ không bị văng vái ra ngoài. Sang xem chú Bình tí nào. Cháu chào chú Bình nhá. Chào cháu nhá. Vâng, chú. Vâng, chào cả tất cả anh em khán giả đang xem nhá. Hôm nay thì có ba anh em là cùng nhau chắt
tốc độ phải nói là rất là nhanh các bác, như máy luôn. Máy đôi khi nó còn cháy motor các thứ đấy anh à. Anh Thanh. Là như thế. Người còn cháy nói máy. Một con này mà. Ui. Cái chỗ mái lập này thì đằng sau sẽ để chừa ra chỗ này chắc phải tầm 60-70 phân các bác. Sẽ nước mưa sẽ không bị hất vào tường. Thế là chân tường cũng không hất được vào nữa các bác. Lựa ấn, bảo ấn. Sử hôm nay đi đâu anh nhỉ? Sử hôm nay trong làng có người mất, nó đi sang bên nhà mất, người mất. À, trong làng có người mất à? À bảo sao hôm nay đến điểm trường em thấy đông đông người. Ở nhà đấy, ở gần điểm trường em à. Vâng. Chắc cả ông cũng đi hết rồi nhỉ anh nhỉ? Ông cũng đi hết rồi. Thấy trên này cũng chả có ai ở nhà nữa nhỉ? Đúng rồi, đây đi hết rồi. Dấu hiệu lên trên này thì chỉ có ghi hình cho cô bác mình biết là công việc của mấy anh em thợ làm tới đâu rồi. Còn về phần thuyết trình thì có vẻ như là cháu Hiệu sẽ không thuyết trình được như bạn Lực. Tại vì bạn Lực làm chuyên về chỉ việc đi thuyết trình thôi các bác ạ. Ôi hình như ướt quá rồi anh. Nha. Khô nào. Cầm tay khô. Như các bác có thể thấy nhìn từ xa vào những chỗ nào mà chắt rồi với lại chưa chắt nhìn nó khác nhau rất là nhiều các bác. Phải nói là chắt xong nhìn ngôi nhà rất là đẹp. Những khi mà bạn Lực đi vắng thì cháu Hiệu sẽ một mình tự lên quay và để ghi hình lại cho cô bác anh chị cùng biết là tốc độ của mấy anh em thợ làm công việc đến đâu. Còn cháu Hiệu thì còn nhiều sai sót thì rất là mong quý ông bà cô chú anh chị sẽ thông cảm cho cháu Hiệu. Có thể là giọng của cháu Hiệu nó sẽ khó nghe hơn một chút hoặc là như thế nào đấy. Rất là mong quý ông bà cô chú anh chị sẽ thông cảm cho cháu Hiệu. Và cháu Hiệu cũng rất là mong có sự đóng góp ý kiến của quý cô bác ở chỗ bình luận để cháu Hiệu rút kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân mình hơn cô bác nhé. Ở chỗ bên này thì bây giờ hiện tại là công trình phụ bên này là đã xong rồi cô bác ạ. Hôm qua có bảo với em Sử bảo là chặt cây để làm cây xà ngang ở bên công trình phụ này các bác. Có thể là hôm nay bên kia đang có công việc cho nên là chưa chặt được. Thì để một hai hôm nữa sẽ
Sẽ để em xử em đi chặt về các bác nhé. Ô, hôm nay còn làm được cả đầu bên này hết rồi anh. Vâng. Mấy anh em cũng làm nhanh nhỉ anh nhỉ? Nếu cứ như thế này thì anh tính được tầm bao nhiêu lâu thì chắt hết trong cái nhà này cả trong cả ngoài luôn? À, tính tầm 8-9 ngày nữa. 8-9 ngày nữa à? Như anh vừa nói bảo tầm 8-9 ngày nữa, có thể là tầm 1 tuần gì đấy là hoàn thiện về phần chắt luôn nhé các bác. Còn tường bên nhà vệ sinh bên này thì bây giờ chỉ có xây được đến như thế thôi các bác. Là mình sẽ lập mái pro bên này, sẽ không lập mái tôn như ở bên kia nữa. Tại vì trong này sau này còn có bếp lửa các thứ nữa, cho nên là khói lên thì sẽ bị kiểu nó bị co xốp lại các bác, sẽ nhìn thế rất là xấu. Với lại nó không được bền bằng pro xi măng kia. tí nữa anh hai anh đo cái chỗ công trình phụ này cho em, xong là anh tính hộ em xem ra bao nhiêu tấm pro nhá. Pro không biết bây giờ một tấm đấy bao nhiêu mét anh nhỉ? Rộng 1 mét, dài 1,5 mét à? Có một loại là 1,5 mét, loại 1,4 mét. Vâng. Thế tí nữa anh đo xong anh xem hộ em với, xem nó hết tầm khoảng tầm bao nhiêu tấm ấy. Vâng, tí nữa làm cũng được anh ạ. Cái này chắc phải tầm 4 hàng đấy anh nhỉ? 3 hàng rưỡi à? Vâng. 3 hàng rưỡi là nó đã bằng mép cái lò này chứ anh? Bằng rồi đấy. À. Phòng bếp này là 4 mét nhỉ? Có thể nói là mấy anh em thợ ở trên này, mấy anh em đi làm ấy kiểu không biết thì mình hỏi mấy anh em thợ ở trên này, mấy anh em thợ làm trong việc xây dựng rất là nhiều, cho nên là nhiều cái anh em thợ sẽ dành hơn cô bác. Cho nên mình cứ hỏi các anh em thợ cho nó chắc chắn. Thì đặt bồn cầu là bồn cầu để cao và để ngồi đấy các bác, cho nên là việc đi vệ sinh sẽ rất là thoải mái. Bây giờ sẽ cho cô ba anh chị cùng vào trong này để xem ở trong nhà như thế nào nhé. Ở đây là bếp lò này các bác này, chỗ này là bếp lò, cửa nhà vệ sinh này từ đây đi vào. Thể nói là ở đây ngày trước được các cô các bác mạnh thường quân góp ý kiến ấy. Cả hai anh em cũng ngồi lại với nhau và sẽ ngăn lại ở đây một bức tường ở đây này, xong lại để ra ở đây một khoảng rất là rộng và có thể để đồ đạc ở đây được thoải mái các bác. Ở trong này xem qua mấy anh em lát gạch ở trong này, mấy anh em làm xong đều lau sạch sẽ hết cô bác ạ. Ở đây thì để mấy hôm nữa chắc phải lát xong hết thì các anh mới lại đi quét một cái đường ở giữa mấy viên gạch này các bác này, quét xi trắng ấy để nó có một cái mạch nhìn rất là đẹp mắt luôn. Em Quân thì hôm nay lên trên này để giúp mấy anh em thợ xem có việc gì không. Quân hôm nay đi lên trên này hỏi ông bà chưa? Em hỏi rồi ạ. Phải đi đâu phải hỏi ông bà một câu nhé. Vâng.
Thấy nhà trên này có đẹp không? Có. Có muốn một căn như thế này không? Có. Thế phải chịu khó, cố gắng vào. Dạ. Em Quân thì một người rất là nhỏ tuổi nhưng mà rất là hiểu chuyện luôn các bác. Em Quân thì cũng là một người có hoàn cảnh rất là bi đát. Từ đợt mà cháu Hiệu chưa lên lạp thôi, chưa lên làm với bạn Lực, thì cháu Hiệu cũng xem qua được những thước phim, thấy hoàn cảnh của em Quân cũng rất là đáng thương và tội nghiệp. Đến thời điểm cháu Hiệu trực tiếp lên trên này và gặp được em Quân và đi đến gia đình của em Quân, trực tiếp thấy hoàn cảnh của em Quân thì phải nói là hoàn cảnh của em Quân thực sự rất là khó khăn luôn. Nhà thì có 4 người, có 2 ông bà thì cũng được tuổi rất là cao rồi các bác. Còn em Quân với lại bé Hiếu nữa. Bé Hiếu thì còn rất là nhỏ tuổi, còn chưa biết gì đâu các bác. Cháy chưa anh? Ủa sao nước lại tỏi ở đâu ra đây nữa này anh? Trước em cũng không thấy đâu mà bây giờ tự nhiên có nước ở đây nhỉ? Bây giờ đang giờ nghỉ giải lao thì nhờ chú Bình đo hộ xem là có cần bao nhiêu tấm pro ấy các bác. 5m, tính 5m. 5m là chiều này là 5 tấm hả chú? Ừ, tính mấy? 5 tấm. 5 tấm nhưng mà vẫn phải chừa ra ngoài tầm khoảng độ mỗi bên 50. Tính 6 tấm đi, 6 tấm đi. Cứ tính cho 6 tấm đi. Mỗi bên tầm 50 phân. 3 6 18. 3 6 18 là đi 30 20. Cái này là một đoạn, một tấm làm hai đoạn. Đúng rồi, một tấm làm hai đoạn là 23 tấm. Che cái kia nữa là 24 tấm. Cứ lấy chừa chừa ra một tí nhỉ chứ. Cứ lấy 24, 25 đi. 25 tấm đi. 25 tấm đủ hết. Một đoạn mình cắt làm hai đoạn. Một tấm thì ba hàng dưới. Vâng.
Cây này là phải có 4 cây à nhỉ chứ nhỉ? 1 2 3 4 cây. Đây 1 cây. Mình phải để một cây ở xà dưới này nữa chứ. 4 cây. Nhỉ. Một cây ở xà đằng đuôi này. Không. Ở đuôi đây một cây. Đấy. Phải giữa hai cây với lại đầu 2, trên kia. 3 4 cây. Vâng. 4 cây xà ngang. Lấy 25 tấm là đủ. Vâng. Để về nhà xem như nào. Bây giờ là xây đến đây rồi chú Bình. Bây giờ chắt đến đây rồi. Cái lò này khô nó yêu một thằng cây. Lò này chắt đây to nó còn trên hai cái tóc con lò vậy. Phải nói là tốc độ của các chú, các anh làm rất là nhanh cô bác. Buổi sáng hôm nay thì các anh làm chắt cái phần thu hồi bên này. Trong và ngoài. Đúng rồi. Với lại mặt đằng sau nữa. Đằng sau chắc hết rồi. Hôm nay chắc phải làm hết cái mặt phần công trình phụ này đấy nhỉ chú Bình à? Bây giờ cũng khá là tối rồi cho nên làm xong chỗ này chắc cũng nghỉ được rồi. Bạn Lực thì đi như lúc nãy cháu Hiệu bảo là bạn Lực là đi xuống dưới huyện để xem phần sắt cửa, khung cửa để cho thợ người ta lên đo cửa cho ba ông cháu. Bạn ấy đi từ sáng sớm rồi nhưng mà tại vì đi từ đây đi xuống dưới huyện cũng rất là xa cho nên là giờ đến tầm chiều chiều rồi vẫn chưa thấy lên cô bác ạ. Có thể là một chút nữa bạn ấy sẽ về đến nhà. Còn nhà ba ông cháu thì bây giờ phải nói thật sự ra là ở trên bản ấy cô bác. Gia đình nào mà có công việc gì thì sẽ cùng nhau để làm ấy, giúp đỡ nhau ấy. Cho nên là hôm nay nhà của Sử cả ông nữa là đều ra bên kia để giúp đỡ gia đình bên kia. Người ta đang có việc thì mình phải đi giúp đỡ cô bác ạ. Đôi khi hai anh em lên trên này chia sẻ thì sẽ không có mặt của ông với lại Sử với cả Hải nữa. Tại vì bây giờ gia đình thì mình sống với cộng đồng mà cô bác. Mình đi giúp người ta thì sau này người ta giúp đỡ lại cho nên là bây giờ người ta cũng phải có công việc riêng của mình nữa cho nên là mình cũng phải là bắt buộc lúc nào mình nên quay là cũng phải có mặt của gia đình cả. Tại vì những cái công việc riêng này với lại đi giúp đỡ hay là lấy công trả công này mình không thể nào để vắng mặt được. Tại vì cháu cũng là người sống ở trên này nên là cháu cũng biết được là những cái đấy mình không thể là không đi giúp đỡ được mọi người. Đấy, đây thì các anh đều giờ đang nghỉ giải lao một chút xong sẽ làm tiếp nha các bác nhé. Tí nữa cháu sẽ tiếp tục ghi hình lại cho các bác cùng xem ạ. Thì vừa mới đi học về à? Vâng. Đấy. Cháu Hải xin chào quý bà và quý chú chị ạ. Hải thì rất là ngoan. Anh Sử đâu? Anh Sử bên kia có một người mất thì anh Sử đi thăm. Thế anh Sử ra bên kia rồi. Ông có ở nhà không? Có. Ông về rồi. Lúc nãy cũng bảo thấy đi bên kia rồi. Lúc nãy em đi học về thì thấy ông. Bây giờ lúc nãy mấy anh em thợ bảo là bây giờ anh em mình vào trong này để dọn đồ đạc ở trong này để ra. Hôm nữa lát nền. Bây giờ lấy cuốc gom vào đó. Cuốc gom mấy cái rác này vào xong tí nữa đẩy ra ngoài kia. Đây. Gom cái đống cát này lên thành một đống. Hót nghiêng ra nó mới không hót trúng đá chứ. Nghiêng cái xẻng này. Đấy, đây,
Hải nhặt mấy cái bao tải này ra vứt ở chỗ hôm trước anh xử đốt trên này này. Xe dù này bây giờ lấy cho anh. Mấy cái bao tải ở ngoài này nữa, rác rưởi các thứ này, dọn dẹp chỗ này. Lấy cái bao để đây, xe vô không ở, để đây hai người khiêng đi luôn. Để một cái. Lấy cây rác kia. Cái rác này, đây. Ô, thôi. Nào, để xuống đây nào. Vứt chỗ anh xử đốt hôm trước ở trên kia kìa Hải ơi. Cho bên đây cùng anh nhớ cái này đi nhá. Bây giờ công việc của mấy anh em sẽ dọn dẹp lại căn phòng khách này để mai mấy anh em vào trong này chát. Và mấy hôm nữa sẽ lát gạch. Hải, có khiêng được không đây? Để ít ít thôi. Được đây nhờ. Đây. Khiêng ít một thôi. Tí nữa lấy xe rồi đẩy cũng được. Đổ đổ ngay đường đấy luôn, tí giải giải ra. Lúc nãy anh kia, anh hai bảo đổ đấy mà. Đấy, đổ dịch xuống dưới một tí. Đấy, đổ đấy. Còn mấy anh em thợ thì bây giờ đang làm bên này rồi các bác. Mỗi một lúc quay lại thì nhìn ngôi nhà nó lại khác đi một tí. Hót đi hót, lấy hót trước. Lấy cuốc cào cào vào kia kìa, mấy viên gạch đứt vỡ kia kìa. Từ từ để anh lấy cái xe này ra ngoài đó. Lấy mấy cái cành cây này vứt ra ngoài đi. Đây này, khúc gỗ này. Vứt ra đầu nhà bên kia mấy nước khô để làm củi ấy. Quân cũng vào đây nhặt mấy cái gỗ này ra ngoài đi Quân ơi. Mấy khúc gỗ nhặt để đầu nhà bên kia tí làm củi. Cho Hải nhặt bây giờ em nhặt mấy khúc đá này đâu. Này lấy mấy thêm. Cái này nó bình thường vẫn còn lấy gì. Anh hót để vào bao nhiêu thôi. Từ từ nhé, lấy khẩu trang đó. Bụi ạ. Hải lấy khẩu trang đeo vào đi, Quân nữa. Đeo vào đi bụi lắm.
Nhìn chỗ này hả? Này, bóp bóp cái này vào muối một tí. Chưa dọn đâu rồi. Hả? Còn bên kia đang chưa chưa dỡ thì chưa dọn cũng được. Hải sắp có nhà mới ở đấy nhà Hải nha. Anh cứ để đấy đi, giờ em đẩy. Nhấc nhấc ra ngoài đi. Khuê. Bây giờ anh hót trên xe nha. Ok, Hải đẩy xe ra đây. Đây này. Đấy, để đấy đi. Ô, đinh ở đâu ra đây nhiều thế? Khó chịu à? Quân thì kiểu đeo khẩu trang không quen đấy các bác. Em bảo thấy khó chịu. Sao Hải? Không đeo khẩu trang à? Đeo vào nó đỡ bụi chứ. Phải đeo dần dần mới quen. Cứ thấy khó chịu là bỏ ra, lần sau nó không đeo được đâu. Để cẩn thận nhé con nhá. Này cái viên gạch này hôm trước thì mấy anh em tưởng là sợ trời mưa bị ướt đấy các bác. Xong về sau thì mấy anh em thợ lại mang đi ngâm nước. Hơi mất công một tí. Bây giờ sẽ để sang phòng bên này. Tại vì bên này là lát xong rồi các bác. Đây anh hót nốt chỗ này xong chở đi nhá. Bây giờ nhấc ra để phòng bếp bên kia. Dựa vào tường bên này này, bên này chưa chắc này. Rồi mà dê. Rồi mà đấy. Ồ, bàn dê gặp bài mấy.
Ông thì cũng vừa đi ra bên kia đám ma hay sao với các bác ạ? Ba chơi hóc xẻng đấy trên lau à chứ? Ồ. Quan lúc nãy bảo đám cưới. Không, lúc đấy anh kia không nói. Em Hải thì cũng rất là chăm chỉ luôn các bác ạ. Bởi vì là từ đi học về là phải lên trên này xem mấy anh em thợ làm đến đâu. Có việc gì kiểu mình giúp đỡ được mấy anh em thì mình giúp đỡ. Con em thử nhấc cái bao kia lên xem nhấc được không? Nhấc cho lên xe luôn. Xi này nó hỏng rồi, chết rồi. Tại ngày trước là do quá trình vận chuyển thì có thể là mấy anh em để ở cổ xe các bác có thể là bị rơi xuống nước hay như nào gì đấy, cho nên là bị hỏng mất một bao rồi. Rất mong là phía của ba anh chị sẽ thông cảm cho mấy anh em, tại vì đường trên này rất là khó khăn vận chuyển được vật liệu vào trên này đó, đúng là cả một quá trình ấy các bác ạ. Bây giờ bên này sẽ mang ra đổ vào cái chỗ mà có rãnh nước ở đây này các bác, chỗ này nó đỡ bị trôi đi đất đi. Cái này tí nữa đổ xong anh em mình phải san ra ấy, không để một đống thế này đâu. Công việc của mấy anh em thì cứ bây giờ cứ lên trên này có việc gì thì giúp đỡ gia đình dọn dẹp lại để cho tốc độ của mấy anh em thợ càng nhanh càng tốt của bác. Tại vì mùa đông bây giờ đến rất là nhanh, một có khi là buổi tối, buổi sáng sớm dậy ra rất là lạnh, với lại buổi tối khoảng tầm 7-8 giờ gì đấy trời lúc nào cũng có sương, mặc dù ban ngày là đang rất là nắng như thế này. Nhưng mà tí nữa đến tối tầm 9 giờ, 10 giờ là không nhìn thấy đường luôn cho bác ạ. À, em hót đấy ở một đống ở đấy xong em hót bên kia đi cho tí nữa. Thì nữa quân anh xúc lên xe luôn. Đây. Đừng hót ra đống cát này nha, đống cát này vẫn dùng được đấy. Hót mấy cái kia rồi đấy. Mấy cái ở chân trường đấy. Đây, Hải xúc lên đây cho anh luôn. À, anh xem nào, để anh xúc cho. Con này, em chở đi. Hải thì con bé có thể là để cắt hơi to nên là tí nữa sợ giữ không được xe các bác, nên là để con chở nó chắc chắn an toàn.
Đây ra đây. Anh mượn xẻng tí nào hả anh? Em nhặt hết chỗ này gỗ kia kìa, gỗ kia các thứ này, giấy này mang đi kia để tí nữa đốt luôn. Dọn hết sân chỗ này đi. Hất nốt đống bé bé kia với đống này nữa. Xong anh em di chuyển ra bên ngoài. Cái cây đây, cái mấy cái gỗ đấy, này Hải ơi, cái cây bên kia đấy, xúc cắt này để ra một bên xong rồi xem cái nào to tí ra đầy đi để bên kia luôn, xúc vứt hết ra kia chỗ cột kia rồi cho nó đỡ vướng này. Từ từ nhá, con nhấc cái túi này đi, nhấc ra chỗ kia, tí nữa lấy bạt che vào. Hải lấy cuốc vào cào trong này này, trong phòng bên này này. Cuốc đâu? Xem ở bên ngoài xem thấy không? Ô, mẹ anh đang dùng đấy. Mẹ anh đang dùng à? Đang dùng hot cắt. Đi xem là có cái xẻng hay cái cuốc gì không? Đây này, cuốc đây này. Em hất phòng bên đấy thành một đống đi. Để ý nha, đừng động vào mấy cái cột kia nha. Vâng. Tí nó rơi xuống vào đầu ấy. Đấy, đau anh đấy nhá. Vâng. Hải đi học thầy cô có dạy là lao động là vinh quang không? Có ạ.
Chắc về nhà mình còn nhỏ thì mình làm việc nhỏ thôi. Mấy cái chỗ đấy không thoát được thì thôi, Hải ơi. Không chỉ động vào mấy cái cây trống kia rơi nó lại vào người ấy. Đây hất mấy cái chỗ rộng rộng này. Cái đấy hất sao cũng được. Anh em dọn xong thì có vẻ nhìn nó thoáng hẳn ngôi nhà luôn các bác. Nhìn rất là rộng rãi. Mấy cái nào rác quá thì đổ đi vứt đi, chở đi vứt đi con ạ. Còn mấy cái cát kia thì gom gom vào mấy nữa đổ nền đấy. Em con thì cũng lên trên này để giúp ba ông cháu luôn cô bác. Cục đá rất to kia cũng cứ lấy lên đi Hải ở dưới chân ấy đấy, cứ lấy lên đi, mấy nữa thiếu các anh khắc lấp vào. Đâu cái này đưa đây anh thôi, để ra ngoài nữa. Cứ gom gom vào một đống như thế tí bảo em anh Quân ra chở đi nhá. Vâng. Bây giờ mấy anh em tính là sẽ xúc vứt ra ngoài cửa sổ này luôn các bác. Đi ra nào. Vứt hẳn ra kia nhá. Mấy đứa có ránh ấy. Vứt hẳn ra rừng bên kia. Vâng. Mạnh tay vào. Mấy anh cần sẽ vào đây nhá. Vậy thì mấy anh em sẽ hất thẳng ra rừng bên kia luôn. Mấy viên gạch kia nếu mà dùng được thì để lại nhé con này. Đấy. Quân thì không đeo được khẩu trang à? Làm sao? Sao mà không đeo khẩu trang được? Khó thử anh ạ. Khó thử à? Vâng ạ. Không đeo quen. Kẹp mic vào để nói chuyện nó dễ. Vâng ạ. Bé Hữu hôm nay đỡ hơn chưa? Cũng đỡ hơn rồi ạ. Ăn được cơm chưa? Chưa anh ạ. Vẫn phải ăn cháo à? Vâng ạ. Về nhà lâu lâu nếu mà lấy cơm cho em ăn nhá. Vâng ạ. Nếu mà em ăn được cơm thì thôi, không ăn cháo nữa, lâu lâu ăn cháo rồi. Vâng ạ. Hôm qua em đi mua bún về thì sáng nay em ăn bún. À, ăn được bún à? Vâng ạ. Chắc là em thích ăn đấy nhỉ? Vâng ạ. Nếu mà ăn được cơm thì cho ăn cơm khỏe nhanh hơn em ạ. Vâng ạ. Để ăn cháo nhiều quá anh cũng đuối sức ấy. Vâng ạ. Hải gom gom vào một đống để cho anh Quân anh xúc ra ngoài kia. Đây. Bây giờ cháu Hiệu sẽ tắt máy quay đi một lúc để cùng mấy anh em làm cho xong. Xong là lát nữa cháu làm xong thì cháu Hiệu sẽ tiếp tục ghi hình lại cho cô bác cùng xem nhé cô bác nhé.
Mấy anh em cũng vừa dọn dẹp xong các bác. Bây giờ mấy anh em bên này cũng chắt xong rồi, cũng chuẩn bị nghỉ rồi các bác ạ. Đây thì cháu sẽ vào cho cô bác xem thành quả của mấy anh em. Dọn dẹp xong nhìn có vẻ căn nhà rất là thoáng và rộng rãi cô bác ạ. Đây, còn chỗ cát này thì mấy anh thợ bảo là còn tận dụng được để láng nền, cho nên là anh em sẽ không vận chuyển đi ra ngoài nhé cô bác nhé. Đây, bên này cũng dọn dẹp hết rồi. Bây giờ thì mấy anh em thợ bên này cũng chuẩn bị làm nghỉ rồi. Sắp nghỉ chứ anh hai? Chứ, chỗ này còn ướt quá. Nghỉ, thì bây giờ nghỉ luôn à? Mấy anh em thợ ai cũng nghỉ hết rồi các bác ạ. Chưa nghỉ đâu nhá. Vẫn còn làm đấy. Chưa nghỉ đâu. Chú giặt găng tay rồi. Hả? Chưa nghỉ chú giặt găng tay rồi. Nó bẩn thì giặt thôi. Giặt phơi tí. Vâng. Ai đang nghỉ đâu. Công việc hôm nay lên trên này thì là để ghi hình lại cho cô bác cùng biết là đội anh em thợ làm đến đâu rồi cô bác nhé. Còn cái thước phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi. Cháu Hiệu cũng xin được kết thúc video ở đây thôi cô bác ạ. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Con chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Cháu Hải chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.